Xin chào tất cả mọi người, lâu lắm rồi thì mình chỉ đăng những video mà về vlog này hay là video luyện tập là nhiều, nên là hôm nay mình còn quay trở lại đem video này để cho mọi người, đặc biệt là các bạn gọi là gầy còm hay là ốm nhom ấy, hay là mọi người vẫn gọi là dạng ectomorph. Và với các bạn khác yên tâm thì video này nó vẫn là rất hữu ích. Nhưng mà hôm nay ấy, mình muốn hóa thân này để hiểu cảm giác của các beginners mới tập này, và đặc biệt là những bạn người. Và nói chứ thì tuy là mình có chơi thể thao hồi cấp 3 ấy, nhưng mà nhìn mình vẫn skinny vãi ra ấy, từ ngày trước mà, đúng không? Và mình thì cũng đã trải qua những cái giai đoạn đó, thế nên mình sẽ biết là để bật mí cho bạn cách mà bạn sẽ nhìn to hơn, thì mình biết bạn sẽ tập trung vào những cái gì. Thì hôm nay ấy, mình sẽ muốn nói một vài chú ý khi trong khi luyện tập ấy, để các bạn không còn gọi là skinny nữa. Và điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là hãy sạch đi, tôi không chịu. Cái này ấy, nó không phải về luyện tập gì cả, nhưng mà cái này nó là chính cái quan trọng nhất. Và ấy, có thể hầu hết tất cả mọi người đang xem video của mình ấy, thì đã và đang tập gym rồi, đúng không? Nhưng mà với những người mới bắt đầu, và đặc biệt những bạn gầy còm hay là nhìn ốm nhom ấy, thì đến phòng gym ấy, nó đúng là một cái thử thách ấy, đối với họ. Với những các bạn đó ấy, thì cố gắng này, hãy đối mặt với những nỗi sợ đó. Và như mình bảo các bạn rồi, mình cũng như các bạn, mình cũng đã từng đến phòng gym này với một cái áp lực rất là lớn, mặc cảm ghê gớm. Và phòng phát nhìn các bác, các anh lực lưỡng trong phòng này gầm gào với toàn mức tạ là khủng ấy. Còn mình thì ngồi cầm cái cục tạ 4 cân. Nhưng mà các bạn thì họ, nếu mà có những người ấy, cười nhạo hay là chế nhạo bạn ấy là bạn gầy quá, là bạn yếu quá, thì những người ấy không xứng để bạn để ý tới. Còn với những người mà như mình chẳng hạn này, và những người đã trải qua những giai đoạn khủng hoảng đó rồi ấy, thì họ sẽ tôn trọng bạn vì những cái cố gắng muốn tốt hơn của bạn. Họ sẽ tôn trọng bạn tuy rằng ấy, bạn đã gầy như thế, nhưng bạn vẫn chiến đấu với những mặc cảm của bản thân để đi tới phòng gym này, nỗ lực có một body tốt hơn. Và mình có thể cam đoan rằng, cam đoan một điều là những cái anh chàng mà lực lưỡng gào rú mà mình nói từ trên ấy, thì 99% những người như vậy sẽ là người luôn tôn trọng bạn, vì họ cũng đã từng như bạn. Và ai cũng có điểm xuất phát riêng mà, nên là họ sẽ hiểu và tôn trọng bạn. Nên là mình nhắc lại là hãy nhâng mông đến phòng gym, đối mặt với nỗi sợ mặc cảm của bạn trước khi là bạn phải tập ở nhà này vì một vài lý do cá nhân nào đó. Nhưng còn không ấy, hãy đến đó, bạn sẽ thấy nó rất xứng đáng. Bởi vì cái bước quan trọng nhất là phải chiến thắng những cái suy nghĩ ngại ngần khi đến phòng gym. Bởi vì khi bạn đã đến thành công ở cái bước đầu ấy, thì mọi chuyện về sau nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Ok, và sau khi chúng ta đã đến phòng gym rồi, thì chúng ta sẽ cần chú ý điều thứ hai, đó là đừng sợ những bài tập compound. Các bài tập compound đây là gì? Là những bài tập phức hợp này, phối hợp rất nhiều cơ để thực hiện động tác trong một bài tập. Và chúng ta hãy làm quen những bài tập đặc trưng cho từng nhóm cơ một đấy. Và chỉ cần một bài cho mỗi nhóm cơ chính mà thôi. Và nhóm cơ chính ở đây là gì? Ở đây là ngực này, lưng này, vai này, chân, tay trước tay sau này, và cả phần bụng, phần cổ của chúng ta nữa. Và những nhóm cơ chính đó ấy, thì chúng ta sẽ hãy chọn ra một bài để tập thật là chuẩn này. Ok, mình sẽ cho bạn một vài ví dụ này. Đầu tiên là bench press với ngực này. Và với bench press thì mình khuyên các bạn là chỉ cần đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với tạ đòn đi. Với tạ đơn thì có thể để sau. Về lúc này có thể cơ của bạn cũng chưa vững hẳn để bạn có thể cân bằng ngay từ ban đầu ấy. Còn với lưng xô thì chúng ta phải có bent over row. Còn chân thì đương nhiên là không thoát khỏi squat hay là deadlift, đúng không? Với vai thì sẽ có overhead press để vai tạ đòn. Tay trước thì là barbell curl, tay sau sẽ là lying tricep extension. Những bài tập đó ấy, thì nó sẽ có hai điểm chung, đó là một, những bài tập đó là những bài tập compound này, phối hợp các cơ cũng như các khớp của chúng ta này, để chúng ta vừa tăng cơ cũng như là tập cho cái sự phối hợp của các cơ với nhau ấy, giúp bạn khỏe hơn nhờ cái sự tương tác đấy của các nhóm cơ. Và thứ hai, đó là các bài tập này sẽ giúp cơ chúng ta làm việc gọi là tới mức thất bại này, tới mức quá tải hơn là những cái bài tập khác. Ví dụ như là lấy tay trước đi, khi mà chúng ta tập barbell curl thì đó là cái bài tập mà chúng ta có thể tập nặng nhất, nhiều tạ nhất, tại vì nó vận dụng nhiều cơ nhất so với những bài tập đơn lẻ như là concentration curl. Nên là chúng ta hãy cố gắng làm quen và hoàn thiện những bài tập lớn và chính nó trước nhất.
Thứ ba, đơn giản hóa lịch tập. Và bây giờ thì chúng ta đã biết chúng ta có những bài tập đó cần thực hiện, nhưng mà chúng ta nên chia thế nào nhỉ? Và mình khuyên các bạn là nên đơn giản và tập trung thôi. Mình biết là sẽ có nhiều người khuyên các bạn là tập những cái lịch tập toàn bộ cơ thể trong một buổi ấy, vì đó là cách tốt nhất cho những người gầy để xây cơ chẳng hạn. Nhưng mà nếu là mình thì mình sẽ tiết kiệm năng lượng là dồn nó để tra tấn 1-2 nhóm cơ một buổi mà thôi. Tập trung vào những bài tập mà mình đã nói ở trên ấy. Chia lịch ra từng ngày này, thì các bạn có thể chọn là những ngày các buổi như là push, pull hoặc leg days. Đó là các bài tập này, bài tập kéo một buổi này, đẩy một buổi này và một chân một buổi này. Và với các bạn mới ấy, thì bất kể lịch gì thì mình khuyên các bạn là chỉ cần tập mỗi nhóm cơ một lần một tuần là đủ luôn. Và như mình đã nói ở trên ấy, một bài tập cho một động tác, cho một nhóm cơ là đủ rồi. 4. Học động tác thật là kỹ. Tiếp theo, khi mà bạn đã bước vào buổi tập để bắt đầu tập này, thì thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cái nỗi mắc cảm này, nỗi sợ ấy, nó sẽ quay trở lại. Và có khi nó còn nhiều hơn khi mà bạn phải học các động tác, các chuyển động. Và để học ấy, thì đương nhiên là các bạn phải làm quen từ những mức tạ rất là nhẹ, thậm chí là chỉ mỗi thanh tạ thôi cũng đủ rồi ấy. Ví dụ như cái bài đẩy vai overhead press ấy, là chúng ta chỉ cần đẩy thanh tạ 20 cân với những bạn gầy ấy, thì nó là một thử thách lớn rồi. Nhưng chúng ta sẽ quay trở về vấn đề quan trọng nhất cho các bạn trong cái giai đoạn này ấy, đó là học động tác. Học các chuyển động của các khớp này, tay này, chân, lưng hoạt động như nào, vai chúng ta mở hay khép như thế nào, rồi chúng ta thở như thế nào. Ví dụ như nhiều bạn thấy là tập cái bài bend over row, các bạn tập thế này mà dùng hết sức để cố gắng tập thật là nặng ấy, nhưng mà như vậy nó chẳng giúp các bạn đi đến đâu ạ, chẳng giúp các bạn đi đến gần đích hơn đâu, mà thậm chí nó càng đẩy xa ra và nó còn làm cho bạn gây ra những chấn thương nữa. Nên là chúng ta hãy tập thật là nhẹ, thật là chuẩn này. Và khi các bạn đã đạt chuẩn rồi thì lúc này trò vui nó sẽ bắt đầu. Và lúc này chúng ta sẽ thêm tạ vào này. Mà nhưng mà khi mà chúng ta tập nặng hơn ấy, thì chúng ta cũng phải đảm bảo làm sao chúng ta tập đúng mức tác. Khi mà chúng ta học những cái mức tạ nhẹ, chuyển động như nào, người chúng ta giữ như nào, xuống chậm lên nhanh như thế nào, chúng ta phải giữ bằng được. Nhưng mà khi chúng ta tập với những mức tạ nhẹ, còn nếu mà chúng ta có thể cảm thấy khỏe hơn thêm được nữa ấy, cứ tăng đại cho mình. Và với một số người ấy, với mức tạ có thể lên là khá là nhanh, vì nhiều người ta có thể kế liên kết neuro thần kinh của chúng ta nó phát triển tốt hơn này, để người ta có thể kiểm soát chuyển động nó tốt hơn so với một số bạn khác ấy. Nên là những cái bạn mà chậm hơn ấy, không chậm hơn một chút thôi, đừng lo lắng quá nhé. Vì một khi bạn đã hoàn thành cái mức chuẩn của động tác rồi ấy, thì bạn cứ từ từ đi lên thì bạn sẽ thấy được những chuyển biến ở cái mức tạ ấy. Nên là đừng lo lắng quá. 5. Tập đến chết. Và khi các bạn hoàn thành xong việc học những cái động tác chính kia, thì chúng ta có thể thêm bài tập thứ hai cho một nhóm cơ. Ví dụ như là chúng ta thêm lat pull-out cho sô này, hay là pull-up nếu các bạn tập ở nhà ấy. Còn với chân thì có thể thêm lunges, chúng ta tập từng chân một. Với tay sau thì có thể lên tricep pull-down, đúng không? Nhưng mà nói chung lại ấy, cho dù một bài này, hai bài hay 5 bài trong một nhóm cơ trong một buổi ấy của bạn, thì điều mình muốn nhắc nhủ các bạn đó là tập đến chết, tập hết sức mình, đừng giữ sức lại làm gì cả. Nếu bạn thấy thoải mái thì thực hiện hiệp này với tạ tầm 20 cân ấy, thì hiệp sau lại tăng lên 22, thậm chí là 30. Mỗi hiệp này, ví dụ như là bạn tập 10 rep chẳng hạn, thì đến cái thứ 9 bạn đã cảm thấy khó nâng lắm rồi, và cái thứ 10 là cái cực kỳ vất vả bạn mới nâng lên được. Và đấy là cái tập thất bại mà mình vẫn nói cho mọi người trong chương trình 4 tuần sức cơ mà mọi người hay là thắc mắc ấy. Và nếu bạn luôn thúc đẩy bản thân vượt qua những cái giới hạn của chính bạn ấy, thì dần khi bạn nhìn lại, bạn sẽ không còn thấy một chàng trai hay một cô gái mình thành như ngày xưa nữa đâu. Và đó là những điều về luyện tập mà mình muốn nói cho các bạn trong video này. Còn về cái tips mà những về dinh dưỡng này thì mình sẽ ra trong những video tiếp theo. Còn về các bạn nào hay hỏi video luyện tập ấy hay những bài tập, thì mình đã ra những cái video đầu tiên trong series Summer Booking, thì mình để link ở bên dưới này nhá. Mọi người muốn tìm hiểu thì hãy vào link đấy và xem những video rất là bổ ích và những bài tập rất là hay. Ok, skinny guys, hãy bắt tay vào hành động để có một body đẹp hơn trong mùa hè này nhé. Và mình hy vọng video này nó sẽ là một guideline định hướng rất là bổ ích cho các bạn. Và đừng quên like video này nếu bạn thích, subscribe YouTube channel, đồng thời comment cho mình biết những cái vấn đề mà bạn quan tâm, các bạn muốn mình làm video ấy, để mình có thể ra thêm cho những cái video tiếp theo ấy. Vậy thôi, nên là chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bye.